xin chào tất cả các bạn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục uh, cái phần uh, speaking của bài số 1 a uh, six speaking work in groups of three uh, a b and c uh, first read sentences from six to or from one to six and decide uh, individually whether you agree or disagree Think about examples you can use to support your point of view. Uh, làm việc theo nhóm 3. Uh, ABC có 3 nhóm. Hình như là vậy. Uh, đầu tiên chúng ta hãy đọc từ câu 1 đến câu 6 và quyết định từng cá nhân individually. Uh, chúng ta là là chu individual. Chờ, individually. Uh, whether you agree or disagree. Đồng ý hay là không đồng ý. Think about examples. Uh, you can use to support your point of view Nghĩ về những cái ví dụ mà bạn có thể dùng để support cái quan điểm của mình One, women worry more about their diet than men uh, Phụ nữ thường lo lắng về cái chế độ ăn của họ hơn đàn ông uh, You agree or disagree? Đồng ý hay là không đồng ý? Young people today eat less healthily than uh, 10 years ago Người trẻ ngày nay ăn ít lành mạnh hơn là 10 năm trước, đúng hay không? Men cook as a hobby, women cook because they have to do Uh, người đàn ông, những người đàn ông nấu ăn bởi vì đó là sở thích uh, như là một cái sở thích. Còn những người phụ nữ là bị ép buộc, uh, bị bắt buộc vô cái tình thế là phải nấu. Vegetarians are healthier than people who eat a lot of meat. Uh, những người ăn rau củ quả, những người ăn chay thì khỏe mạnh hơn những người ăn rất là nhiều thịt, à, ăn nhiều thịt. Uh, you can often eat better in cheap restaurants than inexpensive ones. Bạn có thể ăn uh, tốt hơn ở những cái nhà hàng có những bữa ăn tốt hơn, ăn ngon hơn ở những cái hàng nhẹ, hàng rẻ hơn là những cái nơi đắt tiền. Every country thinks that they their cooking is the best. Uh, mỗi quốc gia nghĩ rằng cái việc nấu nướng uh, của họ là tốt nhất. Nhờ bạn đồng ý hay không đồng ý? Rồi, B. Now I say that you think about sentence one. Uh what you think about sentence one and B and C listen and then uh, agree or disagree with A then B say that you think about sentence uh, two etc something like that. Try to use the expressions in useful language. Chúng ta có một số cái câu mà chúng ta thường hay dẫn nè. Uh for example, chẳng hạn ví dụ như agree uh, tôi đồng ý, I don't agree tôi không đồng ý, I think it's true tôi nghĩ nó đúng đó. Uh, I don't think it's true. Tôi không nghĩ nó đúng. Uh, it, I think it depends. Nó còn tùy. ha Nghĩa là nó có thể đúng mà nó có thể sai mà nó depends. It depends on which situation. Uh, là nó tùy thuộc vào cái, uh, cái 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 vấn đề như thế nào ha. It depends on which situation. Rồi mình có thể nghĩ. <laughs> uh, I can give you some examples to answer uh, these questions. So you can take my uh, answers as, as a reference or examples and uh, you can use them to develop your own sentences. Bạn có thể dùng những cái ý tưởng của mình để phát triển những cái ý của bạn nhé. Rồi, cái số một, Women worry more about their diet than men. Những người phụ nữ uh, lo lắng về những cái chế độ ăn của họ hơn đàn ông, đúng hay không? Ví dụ chẳng hạn như tiếng Việt là uh, đúng rồi. Uh, những người phụ nữ lo lắng về cái chế độ ăn của họ hơn đàn ông, bởi vì uh, họ mong muốn là muốn có giữ là thể hình uh, cân đối đẹp, uh, muốn tốt cho sức khỏe để mà có sức khỏe để lo cho gia đình hoặc là uh, nếu mà họ đi làm thì họ chú ý cái chế độ ăn của họ để họ có đủ sức để đi làm hoặc là uh, có thể hình thể đẹp hơn để giữ dáng hoặc à, là tạo ra cái phong cách uh, về cái ăn diện bề ngoài cho chính bản thân mình uh, dễ làm việc uh, và thuận lợi hơn trong những cái mối quan hệ với uh, đối tác chẳng hạn như vậy à uh, chẳng hạn như mình có thể là uh, women yeah women really worry more about the diet than men because uh, appearance is very important for them uh, they want to keep themselves fit Uh, with a good body, good body shape, uh, to make sure that they can look attractive to uh, others in front of others. They can feel more confident uh, when they communicate with others, uh, can, when they negotiate with others, if they are uh, office workers, they are working in a company. Um, they want to keep the best appearance in front of a lot of people uh, before their colleagues. And especially, uh, I want to say that. The thing uh, that they really want to do is they want to have good health, uh, so they really care about a diet. But the men, they are uh, actually for the ordinary ordinary men, they normally have some beer after the working hours, like uh, when they are off working, they uh, they they finish their work already at the office, they and their friend went to some pubs to drink beer. uh, really often. So they mostly most of the men uh, kind of really don't really consider uh, their diets the, the the important matters in their life. So I think this is true. Chẳng hạn như vậy. Mày đưa ra cái ví dụ dẫn chứng về uh, cái vế này sau đó cái vế kia sau đó các bạn chốt lại lá. I think this is true because như thế nào đó. Thì mọi người giải thích cái because lúc rồi Thì mọi người uh, nói là I think this is true Rồi, đó là một số ý cho câu 1 Câu 2 Young people today eat less healthily than 10 years ago Vậy thì chúng ta sẽ nói về 10 năm trước người ta ăn như thế nào Và bây giờ người ta ăn như thế nào Bởi vì uh, bây giờ có rất là nhiều Những cái tiệm đồ ăn nhanh Đúng không? và uh, Bây giờ có rất là nhiều tiệm đồ ăn nhanh hơn là 10 năm trước There are more and more uh, Fast food restaurants than 10 years ago So uh, people find it convenient Người ta thấy nó tiện lợi To eat in uh, these places And And uh, They can help them to save a lot of time. Có thể giúp họ tiết kiệm rất là nhiều thời gian, bởi vì họ cuộc sống của họ rất là gấp, gấp rút với nhiều cái dự án. Uh, their life uh, becomes rush with a lot of uh, plans, with a lot of meetings, something like that. Uh, and they have to study a lot. So uh, if there is something that can help them uh, to make something fast, to make something done really fast, so that is their the best that is the best choice. Uh, đó là cái sự lựa chọn tốt nhất của họ, chẳng hạn. Uh, cho nên là uh, có thể là họ sẽ không quan tâm về cái chế độ ăn của họ số, so they uh, mostly don't really care about their diet. So they eat less healthily than 10 years ago. Câu số 3 là, men cook as a hobby, women cook because they have to. Uh, mình nghĩ cái đây là không có đúng hoàn toàn mình nói là I don't think it's uh, totally true. Tôi không nghĩ đây là hoàn toàn đúng. Thì mình nghĩ bạn nghĩ như thế nào đây? Chẳng hạn là một số người đàn ông thì uh, vẫn nấu ăn bởi vì họ cảm thấy là họ có, có trách nhiệm với đình của họ. Some men uh, like to cook because they feel that they need to share the responsibilities with uh, the wife Chia sẻ cái nhiệm với người vợ. in the family. So they uh, will go to the kitchen and have some uh, cooking, they have some uh, dishes and uh, uh, use them to serve their whole family uh, as a good, very good dinner. Hoặc là, À, mình có thể nói theo cái ý các bạn cũng được, ý nào cũng được Mình muốn nói, dạ yes, sao mình nói no, agree hay disagree Thì mình sẽ có một cái lý lẽ Vì sao như vậy? Theo cái giới, thế giới quan của mình, theo cái nhìn nhận của mình về cái thế giới à. Nhân sinh quan thế giới quan của mình về, bất cứ về vấn đề gì Thì bạn có thể sử dụng cái đó để mà trả lời Chứ không phải nhất thiết là phải uh, đóng khung theo một cái câu trả lời Thì không phải Quan trọng là bạn muốn diễn đạt cái ý của mình như thế nào Bằng cái ngôn ngữ bằng tiếng Anh Rồi, women cook because they have to À, những người phụ nữ đó ăn bởi vì họ phải à, một số người thì à, cái này cũng như, cũng như có thể là 50 50 hoặc 60 40 thì quan trọng là một người diễn đạt như thế nào thôi chẳng hạn như là một số người cảm thấy là họ bắt buộc phải nấu ăn bởi vì đó là trách nhiệm của họ à, trách nhiệm lo cho con cái trách nhiệm lo cho gia đình còn một số người à, Cảm thấy rằng cái việc này nó là một cái gì đó mà mang lại niềm vui cho họ Bởi vì như thế nào đó, như thế nào đó à, Tùy thuộc vào chúng ta nhé Uh, vegetarians are healthier than people who eat a lot of meat. Những người ăn chay thì khỏe hơn những người ăn thịt. Thì uh, mình đã có một lòng tiếng uh, thu âm một cái, không phải thu âm mà là uh, thuyết minh một cái video nói về những người ăn chay khỏe hơn người ăn thịt. Uh, đó là cái, là cái video. Bởi vì mình đã từng xem qua rồi, mọi người có thể xem lại cái video đó. Uh, thì uh, người ta chứng minh rằng những người ăn chay thì có cái máu sạch hơn. The blood are fresher than the people who eat a lot of meat và cái những cái chỉ số cũng như là cái sức khỏe của họ cho nên rất là là tốt. Uh, sau khi mà họ ngừng ăn thịt, uh, họ chuyển sang uh, ăn cái chế độ ăn chay 100%. Thì cái đó là tùy thuộc theo cái kiến thức của mình thôi chứ không phải là ai khuyên mà mình một cái là mình có thể làm ngay được. Những cái đó là những cái thông tin mà mình có thể tìm thấy và quan trọng là khi mình có full knowledge, có đủ cái kiến thức rồi thì mình mới dám mà chuyển sang cái chế độ ăn nào đó sau khi mình đã có đủ kiến thức rồi mình muốn làm một cái điều gì đó thì bắt buộc mình phải có đầy đủ cái basic knowledge và những cái deep knowledge để mà làm điều đó hoặc là trong quá trình mình trải nghiệm thì nó sẽ à, xuất hiện ra một số cái vấn đề ví dụ là mệt mỏi hay này kia đó mình phải tìm hiểu và mình phải quan sát bản thân mình rồi sau đó mình mới chuyển nhưng mà đa phần thì à, mọi người cũng biết đó là cái 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 tư tưởng thông thường là à thì ra là ăn chay nó cả, nó 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 sạch hơn nó clean hơn à, thì nghĩa là nó có thể khỏe hơn hoặc là mình Uh, có thể sử dụng một cái mình nếu mà nếu mà trả lời disagree thì mình sẽ uh, trả lời như thế nào? Bởi vì thịt có nhiều cái chất dinh dưỡng hơn như thế nào đó, tùy thuộc vào cái, cái ý của chúng ta. Chúng ta muốn nói như thế nào, cái ý của chúng ta không ai phán chúng ta sai được ha? Cho nên là chúng ta là người quyết định cho cái câu trả lời này. Không ai mà phán chúng ta à em trả lời như vậy là sai rồi hoặc là em trả lời như vậy là không phù hợp là không phải. À, bất kể vấn nào gì bất kể vấn đề gì nào gì đó đều có cái logic và có cái thằng nó là cái tư duy của riêng mình à, bất kể những người khác không thể nào phán chúng ta sai mặc dù đó là người thầy giáo à, không thể nào phán chúng ta à em trả lời như vậy là sai rồi đây là bài tập nói về cái point of view cái cái quan điểm cái ý kiến cá nhân của mình người nào cũng có thể khác chứ không phải sách giáo khoa lúc nào cũng đúng à, đối với cái sách giáo khoa ra nhìn nhận cái đề như thế này và cái cái định luật như thế này À, đó cũng là người đi trước nhưng mình là một người một cái cá thể sống mà có cái tư duy có cái suy nghĩ mình không đồng ý với điều đó là một cái chuyện bình thường chứ không phải là giáo viên áp đặt cái vấn đề đó cho chúng ta rồi à, mình phản biện là giáo viên giáo viên nói là em sai rồi thì như vậy là không phải ha mình bất kể ai cũng có quyền tự do ngôn luận quyền nói ra cái ý kiến của mình à, cho một cái vấn đề gì đó nếu mà không có phạm pháp là ok à, không có đụng chạm phạm pháp à, là ok còn nếu mà đó là cái ý kiến của chúng ta mà người khác nói chúng ta sai thì như vậy là không được rồi vậy thì à, tùy theo cái ý kiến cái quan điểm cá nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau chứ không có nhất khuyết là phải đóng khung à, câu trả lời của chúng ta thì dựa trên những cái trải nghiệm những cái kinh nghiệm những gì mà chúng ta đã trải qua trong cuộc sống đó nó sẽ đem tới cái bài học của chúng ta thì đó là những cái điều mà chúng ta có thể dùng để mà trả lời những cái câu hỏi nếu mà người ta hỏi mình rồi câu số 5 you can often eat better in cheap restaurants than in expensive ones. Bạn có thể ăn thức ăn uh, tốt uh, ngon hơn ở những cái nhà hàng rẻ hơn uh, hơn là những cái nhà hàng đắt tiền hơn. Ở này đôi lúc là agree đôi lúc là disagree. Bởi vì sao? Bởi vì nó phụ thuộc vào cái cheap restaurants đó mang tới cái chất lượng thức ăn như thế nào và expensive restaurants đó mang tới chất lượng như thế nào. Đôi lúc một số nhà hàng uh, đắt tiền nhưng mà chưa chắc gì cái hương vị đó lại ngon hơn là cái cheap restaurants nó chúng ta có thể nói về cái hướng này hoặc là nói về cái hướng kia. Bất kể vấn đề nào thì thường chúng ta cũng có thể nói từ hai hướng. Mình nói là câu này có thể là agree. Yes, I agree that uh, we can eat uh, we can often eat better in a res uh, in cheap uh, in cheap restaurants than in expensive ones because um uh, 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 mình phải giải thích là better ở đây là như thế nào? Better ở đây nói về hương vị hay là better về đây về tiền bạc chẳng hạn ha ví dụ như là ăn rẻ hơn thì chúng ta có thể tiết kiệm được tiền nhiều hơn bởi vì uh, tôi nghĩ rằng ăn ngon hơn ăn tốt hơn bởi vì tôi cái điều tôi quan tâm đó là là money the price of the food cho nên là tôi nghĩ là ăn ngon hơn Còn ở đây ăn mà ăn ngon hơn thứ kiểu là cái hương vị ngon hơn thì tôi cũng có thể đồng ý là yes ăn ở những nhà hàng rẻ hơn thì họ là những cái người mà hiểu và chúng ta hiểu cái khẩu vị của địa phương đó nhiều hơn. They understand about the local flavor very good, very well. So uh, that is very suitable for us to eat in these places and we can feel that the food is very familiar to us, familiar to our taste. Rất là quen thuộc với các hương vị của chúng ta. Đó là trả lời agree. Còn trả lời disagree là như thế này. Ăn ngon hơn ở nhà hàng, ngon rẻ hơn, hơn là những nhà hàng đắt tiền. Mình không có đồng ý như vậy, bởi vì à, những cái nhà hàng đắt tiền thì họ nghiên cứu rất là nhiều và họ có những cái đầu bếp nổi tiếng và những cái món ăn của họ nhìn trông rất là hấp dẫn, khiến cho người nhìn cảm giác rất là um, thoải mái, sảng khoái, sang trọng, chẳng hạn. Nó làm cho chúng ta tạo ra cảm giác ăn ngon hơn. đó thì cái đó là những cái cái, cái 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 cách mà chúng ta có thể nói là cái hướng này cũng được, hướng khác cũng được. Every country thinks that their cooking is the best. À, mỗi quốc gia thì nghĩ rằng cái món ăn của họ là ngon nhất thì mình cũng có thể nói hay hướng đúng rồi có người nghĩ như vậy bởi vì họ yêu thích quê hương của họ cái món ăn của họ đã gắn với họ là từ lúc mà họ sinh ra à, và cái món ăn của họ là là cái 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 món ăn mà họ thường ăn thường ngày và không thể nào thay thế được bởi một cái thứ khác đó là cách trả lời là agree còn cái cách disagree chẳng hạn như là à, họ không có nghĩ rằng là có món ăn của họ là tốt nhất bởi vì họ luôn cởi mở và luôn đón nhận những thứ mới cho nên là họ không có nhận định trói trói buộc rằng à cái món này hiện, hiện tại của họ của quê hương họ là ngon nhất và bởi vì họ mong muốn đi ra ngoài để họ ăn uống nhiều cái món khác hơn để mà có thể so sánh và hiện tại đó chưa phải là cái món ăn ngon nhất nó có nghĩa là chúng ta có thể nói theo ý này cũng được nói theo ý khác cũng được tùy theo cái kinh nghiệm của chúng ta những cái thứ mà chúng ta có thể suy nghĩ ra à, và đặc biệt là cái cái ý kiến của chính bản thân mình thì như vậy nó lại càng quan trọng hơn rồi cái phần speaking của chúng ta chúng ta có thể giải quyết như vậy cái quan điểm của mỗi người nó rất là quan trọng à, chứ không phải là chúng ta phải copy copy một bất kỳ một ai khác cho cái phần speaking của chúng ta cái mà chúng ta cần luyện luyện đó là cái cách diễn đạt của mình bằng từ tiếng việt sang tiếng anh cái ý tưởng của chúng ta là ý tưởng bằng tiếng việt của chúng ta làm sao chúng ta có thể nói ra những ý tưởng đó bằng tiếng anh chứ đôi lúc cũng không phải là dịch từ tiếng việt sang tiếng anh dịch từ tiếng việt sang tiếng anh là ở những cái khâu chuẩn bị thôi còn cái 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 bản chất cái cốt lõi là chúng ta có cái ý nghĩa đó trong tiếng việt ý nghĩa đó thôi chứ không phải là câu từ đó nhé ý nghĩa đó chúng ta muốn diễn đạt cái vấn đề đó làm sao chúng ta có thể diễn đạt được cái vấn đề bằng tiếng việt đó À, trong tiếng anh chúng ta diễn đạt như thế nào đôi lúc cái câu cú nó sẽ đảo lộn nó khác rất là nhiều câu này trong tiếng việt thì nó có nốt nhưng mà trong cái tiếng anh nó lại không có nốt à, thì nó diễn đã như thế nào thì chúng ta sẽ à, phải thực hành nhiều lên đọc nhiều lên à, và chúng ta dần dần quen với cái cách diễn đạt tiếng anh rồi thì từ từ chúng ta sẽ diễn đạt trong tiếng anh một cách tự nhiên à có nghĩa là chúng ta sẽ diễn đạt một cách khá là nhanh chóng cái điều mà chúng ta muốn muốn nói muốn truyền đạt thì như vậy đã thành công trong cái phần speaking à, chứ không phải là chúng ta cần phải dịch dịch là cái phần à, phần đầu thôi còn sau này chúng ta không cần dịch nghĩa là chúng ta cái phần nào khó quá thì bắt buộc phải dịch nhưng mà những cái phần mà cơ bản đơn giản thì chúng ta sẽ không cần phải dịch nữa chúng ta nói luôn trong phần tiếng anh Rồi vậy thì hôm nay chúng ta sẽ uh, kết thúc cái video ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ còn cái phần workbook của cái phần 1A này nữa thì chúng ta mới kết thúc cái bài.